và chị Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy trong ngày trọng đại của họ. Đây là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của đôi bạn, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Xưng thành lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa chúc lành và gìn giữ tình yêu của hai anh chị trên mọi nẻo đường, đặc biệt là những lúc gia đình của anh chị gặp những thử thách trong cuộc sống. Với những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng sốt sắng bước vào thánh lễ. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình thương như Đức Chúa, Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tùy ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự. Như để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền, cũng thế người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ. Anh chị hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Người thân cận đó là chồng, là vợ, là con cái, là cha mẹ nội ngoại hai bên và tất cả mọi người. Em Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy, xin hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và sự lòng trung thủy của anh, nhân dân cha bà con và thánh thần. Anh Giuse Nguyễn Tấn Kiệt, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân dân cha bà con và thánh thần. Thưa cùng đoàn anh Kiệt và chị Thúy, hôm nay chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai anh chị. Hôm nay là nhân dịp ngày cưới của hai em. Chị chúc hai em là trăm năm hạnh phúc, bạc đầu nghĩa phu thê, con đàn cháu đông, hòa thuận, hạnh phúc.